Dạ, xin được chào toàn thể mọi người. Hôm nay này dụng cụ đồ nghề này. Búa này có em có hình như có 10 cái thùng đồ nghề. Này thùng rất là đẹp luôn. Vấn đề đặt hàng thì xin liên hệ với em theo hai cái số điện thoại ở trên đấy, tên deep ạ. Và có thể gọi điện hoặc nhắn tin hay theo hai số đó. Và còn giá các mặt hàng này chưa bao gồm phí vận chuyển. Đối với những đơn hàng nào mà chuyển khoản thì em sẽ bao ship ạ. Còn đơn nào mà ship code ấy, nhận hàng với trả tiền ấy, thì em không bao ship, chỉ hỗ trợ thêm một phần phí ship thôi. Và phí ship tối đa cho một đơn hàng đó là 30.000. Nhiều nhất thì các bác phải trả là 30.000 tiền phí ship ạ. Còn đối với những đơn hàng ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì phí ship code nó là 15.000 ạ. Rồi, em xin được đi vào chi tiết ạ. Đầu tiên là số 1. Đây, số 1 là hai cây thước lá. Cây này một cây nó 300 mm, cây 600 mm. Cây này của Tajima. Rồi, dấu zip này. Cây này 600 mm, còn cái đây của Xinhua 300 mm số zip. Hai cái này còn rất là đẹp, số còn rõ, các gạch còn rõ nữa. Về made in Java. Đây mặt sau đó. Ok. Rồi cái số 1 này. Số 1 này là 300. Và số 2, là một cặp hai cây tô vít đóng, hai cây tô vít đóng nhỏ. Cái này đầu bi hết 1 và đầu này là trừ 5.5. 5,5 mm, thân nó là 5,5 mm. Hai cây tô vít đóng còn vừa xeo. Đây có vừa xeo rồi. Này là mũi nó 5.5, chiều dài mũi nó 75 mm. Cây này thì nó bị mờ. Cây này dấu cộng là BH1, mũi nó là 75 mm. Đây, cái kích thước của nó hay nó như 7,5, còn chiều dài tổng thể của nó 18,5. Phải nâng chân rồi đây. Ok, đây phần mũi. Cái này là chiều 5.5 này. Đầu BH1 thì mũi nó nhọn. Ok. Ở này cặp số 2, cặp tôi viết số 2 là 120. Rồi, bộ số 2. Đây bộ là bộ số 3 của có hai cây tôi viết này. Hai cây tôi viết hollow của vui xeo. Thì ra bằng này, chữ nhỏ xíu. Chữ nhỏ xíu đấy. Rồi, hai cây. Rồi, hai cây này thì là đầu mũi là BH1 và trừ 5.5. Hôm nay có hai bộ nhỏ, hai cặp nhỏ. Rồi, đây trừ 5.5. Hai cây này thân nó 5 5 ly rưỡi này. Cái loại này nó nhỏ, cái đường kính của holo này nó đường kính lớn nhất của nó là được 32 ly. Nó nhỏ lắm. Không như cây BS2 kìa. BS2 với lại trừ tạ trừ 6 thì nó lớn hơn.
Rồi, đây, mũi nó 7,5 đi, 7,5 cm, chiều dài đó là 15,5. Cặp số 3 đấy, số 3 là 120. Rồi, cặp số 4 gồm hai cây tốc vít đóng, hai cây này của vô xeo luôn, hai cây tốc vít đóng, một cây hai cây dấu cộng cả, cây BS3, cây nhỏ là cây BS2, đây nó mở dấu cộng BS2 BS3. Cái này là của vector, vector vô xeo đây, vừa sale giao vào. Cái BS3 thân nó 8 ly. Đây, BS3. Cái này BS2. Chân rồi đây. À, hai cái này chiều dài mũi nó là 15 150 mm này. À, chiều dài của nó được 24 cm, chiều dài tổng thể 24. Rồi, cái này số 4 ạ. Số 4 là 200. Cái số 5 là kìm cộng lực mini. Kìm cộng lực mini của MCC, MCC. Rồi, cái này chiều dài của nó là 21 cm. Em cắt thử dây B40. Ok. À, đây mấy cắt mấy lần vừa cắt này, để lại cái dấu. À, ok. Cái này số 5 ạ, số 5 là 160. Cái số 6, cái cắt tốt dây, cắt tốt dây, cái đa năng của vô xeo này, vô xeo đó, cái lưỡi cắt này, cái cắt này, cái tuốt dây này, đầu này bấm cốt này. Cây này thì cái lưỡi cắt nó nằm ở phần giữa. Chiều dài của nó là 22 cm. Cái này là số 6 á, số 6 là 130. Cái số 7 cũng có Markwell rồi, Markwell. Cái này cái lưỡi cắt nó nằm bên ngoài này. Đó, lưỡi cắt nằm bên ngoài này, đây là một cốt nó có hai dạng, đây. Cốt bi.
Tốt rồi. Ok. Cái này chiều dài của nó 23,5, dài hơn kia thì cái số 7 ạ, số 7 là 140. Số 8 là cái kìm mỏ quạ của săn cây. Săn cây dấu rít để chiều dài nó 250 mm. Ở cái mặt này, đây cạnh bên này nó bị đen. Rồi, dạ, răng. Cái này số 8 ạ. Số 8 là 160. Vâng. Cái số 9. Số 9 thì của Sankey. Sankey số 9 rồi zip này. Một chiều dài cũng là 250 mm. Ở cái này số 9 ạ. Số 9 là 160. Thì số 10. Số 10 của ông tốt. Tốt chiều dài cũng 250. Tốt. Cái đây dạng rãnh em mà hết ra đây nó được 32 ly. Cái này cái đầu nó hơi bị mài một xíu, gần cái miệng nó bị mài về có vết mài. Đây không có. Rồi cái số 10 ạ. Cái số 10 170. Rồi, số 11 ạ. 11 cái vòng mở ống này. Đây, mở ống cái này này mở từ 30 này. Từ 30 đến 54 mm được không? Rồi, đây. Rồi, nhỏ nhất là đây. Mình đẩy theo chiều mũi tên này. Rồi lớn nhất thì nó vòng ra đây và từ 30 đến 54 mm mở được ống. Rồi phần răng. Đây mình mở theo chiều mũi tên. Cái này chiều dài nó là 250. 250. Đấy, số 11 ạ. 11 là giá 200. 12 là cái kìm bấm hàn. Cái này của Kakuta đây.
Kakuta nó mở là được 5 năm đi, miệng nó mở tối đa 50 năm đi. Ok. Ở cái này chiều dài nó 24 số 12 đây, số 12 là 206 kìm bấm hàn. Okay. 27 là cái mỏ lết đứng, cái mỏ lết răng đứng của MCC 250 mm. Cái này nó sơ nhún này. Mở tối đa là được 34 ni, 34. Này được 10 ni, từ 10 đến 34 ni. Ngày số 13, 13 là 201, cái này thân nhôm, thân nó bằng nhôm. Cái 14. 14 của MCC nè. Ở cái này thì thân nó, tay cầm nó bằng thép đây, nó so nhún này. À, cũng 34. Ở à, cũng bằng cái kia từ 10 đến 34 đi. Okay. Cái số 14 đó. 14 là 200. 15 cây mỏ lết ngang. Của Sanki, cái này nó 280 mini. Đây. Thì ra vào. Nó đây phần miệng. Đấy, cái đây nó mở tối đa được hơn 7 phần. Đấy, okay. Này số 15 ạ. 15 là 250. Và cái số 16. 16 cái kìm bấm cốt của Lotter. Đó, còn hoạt động tốt. Này của Lotter. Lotter AK15. Rồi các đầu bấm cốt là 1.25, 2, 2 chấm, 5 chấm 5, 8 chấm. Tiết diện 1 giây ạ. Ok. Đây, những cái này chiều dài của nó là được 27 cm. Này số 16, 16 là giá là 240. Cái số 17. À, 17 cái bấm cốt của Isumi, Isumi. Rồi dấu dít là mình này.
Này để bấm lưu cốt từ 2. 2 chấm này, 5.5 này, 8 này và 14 này. Xem mình cái này chiều dài của nó. Rồi, 30, gần 30. Ok. Rồi, số 17 ạ. 17 là 207 ạ. Cái 18 ạ. 18 là cây cần tiếp, kéo qua lại rồi. À, cái này thì còn super. Super gì? Rồi, cái đầu này đầu 1 phần 2. À, bi này tốt, ok. Đầu 1 phần 2. Rồi, cái cạnh của nó là 12,7 mm. Ở đây chiều dài của cây này nó 25 25 cm. Rồi số 18, 18 là 170. 19. 19 thì cần của ông Mituloy. Này Mituloy. Nó dít. Khúc lối á, khúc lối ngắn này. Nối ngắn mi từ loài. Rồi hai cái này đầu cũng 1 phần 2 hết. Đầu 1 phần 2. Như cây này thì cái thân ở đây có rỗ xi mấy chỗ. À, rỗ xi mấy chỗ nhỏ nhỏ. Đây. Rồi. Rồi. Cây này là 15. Cây đây 25. Cây số 19 á. 19 là 200 hai cây. Rồi 20 là cây búa chữ thập. Búa của OH này. Búa OH, OH này 2 LBS này, giá vàng. Đầu búa 2BS, 2 LBS nó 900 g. Rồi còn cả cán, cây này cả cán nó nặng 1 kg. Rồi đây cây này số 20. 20 là 240, cả cán nặng 1 kg đi. Rồi 21 cái búa của Dog Jim, búa đinh của Dog Jim nữa. Bố đinh đầu trâu là đây. Vô đầu trâu. Rồi cán này thì nó bị chóc lớp sơn. Lớp sơn nó mất rồi. Sơn màu tím tím rồi. Đọc gì mấy tin ra bằng đây là dinh nhất si. Ok, ở cây này chiều cao là búa nó 13,5 13,5 này, đây là sai chung sai rồi. Ở chỗ 21 ạ, 21 là 108, nó nặng là 600 g. 22. Rồi 22 mà 22 cái búa này của ba Kuma này, ba Kuma. Mấy tin ra vàng này. Cái này cán này sợi thủy tinh. Cán còn nguyên xi. Ok. Và cái này chiều cao đó là 13, 13,5.
Này là nó nặng là 620 g, số 22 này, giá là 230. Rồi, giờ đến thùng đồ nghề, thùng số 23. À, thùng số 23, thông số chiều dài 32 này, rộng 12 này, cao là 6,5, nặng 800 g. Là quay sách khóa đây được. Ok. Rồi, thùng số 23, 23 giá 200. Ta khóa ở trong thì nó bị chóc sơn này. Không có gì. Rồi này số 24. 24 giá là 170. Nó dài là 30 này. 30 này, rộng là 13,5. Cao là 8. Cao 8 cm, nặng là 900 g. Thùng số 25. Thùng số 25 này. Rộng dài là 36, rộng là 20, cao là 7 7 cm và nặng 4. Rồi, trong còn đẹp long lanh nha. Ok. Ở thùng 25. Thùng 25 giá là 250. 25 giá 250. Okay. Thùng 26. Sáu là chiều dài là 34,5, chiều rộng là 14,5, chiều cao là 9,5, chiều cao nhất 9,5, thấp nhất là 7 cm, 7, nó nặng 900 g. Rồi, trong ok, còn rất là đẹp. Về thùng số 26, thùng 26 là 180. Đây là thùng số của nó. 6.
thùng 27. Thùng 27 chiều dài là 38,5. Chiều rộng là 15. Chiều cao là 10. Thấp cao 10, thấp nhất là 7. Đó, này là nặng 1,2 kg. Thùng này 27 giá là 200. Rồi, số 27, 27 200. Cái này nè. Số 28. 28 thì chiều dài 36. 36 nhân 15 nhân với 9,5. Nó nặng là 1 kg. Này 28 là 100 kg. Dây Yosawa phải sách được khóa. À đây chúng ta bị mấy nốt cấn cấn. Đấy, vị chỗ này cấn nhẹ đây. Okay. Rồi, thùng 28 ạ. 28 giá đây, 109 thùng số nữa. Ok. Thùng 29 ạ. Thùng 29 là thùng Tozo. Tozo. Nhà đồng 29 Tozo. Ok. À, mấy đây nó chỉ bị chóc sơn thôi. Ở đây nó dán này ra nọt ra thì nó bị chóc sơn nên em mới để quên không nọt. Yeah, trong là rất là đẹp luôn. Ở thùng 29 á. 29 là chiều dài 36. 36 x 15 nhân với 10 nó là 1,2 kg. Thùng 29 này giá là 290. Đây còn giá mà bị mờ mất. Thùng 30. À, 30 thùng 2 tầng 2 ngăn. Thank you.
Ở cái thùng hề đấy nó sâu là được 10,5 đi, 10,5. Đây thông số của nó chiều gì? Dạ là 34,5, rộng 16, cao 16, nặng 2 kg. Số 30 này giá là 330. Đấy đi, nó hơi bị đây. Cấn cấn cái nốt nhỏ khoảng. Số 30, 30, 330, 31. À, 31. 31 thì quay rồi vậy. Cái đáy nó được 10 cm. Cái số 11, số 31, số 31 dài là 3 phải 34,5 nhân 16, nhân 16 là rộng 16, cao 16, nặng 2 kg. Số 31 này là giá 360. Rồi 32. Rồi 32 thùng rất là dày luôn. Rất là dày lắm. Trong cũng còn rất là đẹp luôn. Ok. Đây, nước. Bên này thì chia ngăn 1 4 5 ngăn. Ok. Rồi, xong. Thùng này số 32 đây, nó nặng, nó rộng là 35, cao 35, dài 35, rộng 15, cao 15. Này nó nặng 2,8 kg luôn, cũng gần gần gấp rưỡi hai thùng kia. Rồi chiều cao ở đấy nó được 9 9 cm. Đây 15. Ở cái số 32 ạ. Số 32 là 470 ạ.